Vạn Chài có địa chỉ từ số 2 đến 4 đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, đối diện là khách sạn 5 sao Pullman và trung tâm thương mại Lotte Mart. Từ Vạn Chài, thực khách có thể đi bộ ra biển bãi sau thành phố với quãng đường chừng 200m. Có thể nói, Vạn Chài sở hữu vị trí đắc địa, hiếm nhà hàng nào ở Vũng Tàu có được. Người ta thường nói, tiệc sang là ở rượu, nhà hàng sang là ở chỗ ngồi, hơn kém châu là thái độ và cách thức phục vụ. Và dường như Vạn Chài hội tụ hết tất thảy những ưu điểm ấy để tạo nên một nhà hàng sang trọng và độc đáo. Vạn Chài dành hẳn một diện tích lớn hơn cả mặt bằng kinh doanh để cho bãi đậu xe và khuôn viên cây xanh rộng lớn. Điều này đã hoàn toàn chiếm lòng du khách ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây. Đến với nhà hàng Vạn Chài không chỉ để ăn, uống mà còn là để chuyện trò, thư giãn. Một không gian cây xanh có chấm phá đôi chút của nghệ thuật sắp đặt. Một sự sắp đặt vừa đủ để không mất đi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên mà càng làm cho tổng thể bức tranh thêm hoàn hảo. Hệ thống phòng ăn bao gồm ở trong nhà và ngoài trời cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Điểm nhấn là khu vực nhà dài có không gian rộng lớn, đặt được 3 dãy bàn ăn, sức chứa 500 khách. Nhà dài có kết cấu hình vòm cung với thiết kế độc đáo lạ mắt. Chất liệu chủ yếu được làm bằng tre, lá, tạo cảm giác thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên mà cũng không kém phần sang trọng. Từ đường nét, mảng khối, bố cục trang trí đều toát lên sự tỉ mỉ, hài hòa. Đặc biệt, tại đây còn có một sân khấu phù hợp với các buổi tiệc, các buổi gặp gỡ nghệ sĩ, giao lưu âm nhạc. Với những du khách yêu thích sự lãng mạn thì có thể chọn cho mình một vị trí lý tưởng trong các chòi lá. Ngồi ở vị trí này, du khách sẽ có cảm giác như được ngồi giữa một hòn đảo đầy nắng và gió. Còn với thiết kế vừa mang dáng dấp cổ điển, vừa được trang trí cách tân cùng với các đường nét khỏe khoắn, tự do, không gian trong các ngôi nhà gỗ lại phù hợp với các buổi tiệc trung bình. Nhà hàng Vạn Chài còn có một số phòng VIP, sức chứa từ 10 người trên một phòng trở lên, được thiết kế theo hình kim tự tháp mới lạ, thích hợp với những vị khách cần không gian riêng biệt, ấm cúng để tổ chức những buổi họp mặt, tiếp khách, bàn chuyện làm ăn. Tại cái mô hình nhà hàng Vạn Chài là mô hình mây che lá, rất là gần gũi với thiên nhiên, mang đến thực khách một cái cảm giác rất là thoải mái khi đến Vũng Tàu. Và một cái đặc biệt đó là về cái hải sản. Hải sản ở nhà hàng Vạn Chài của chúng tôi thì được cung cấp từ ở những cái vùng biển đảo như là Phú Quý hoặc là Côn Đảo, với những cái loại hải sản rất là đặc trưng, phải nói là độc và lạ. Và cái đặc biệt hơn nữa, nhà hàng Vạn Chài chúng tôi thì luôn luôn là bình ổn giá cả trong quanh năm, kể cả các ngày lễ, ngày Tết. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn tạo nên một cái điểm nhấn cho Vạn Chài, cho các thực khách ở các tỉnh thành khác đến du lịch và tham quan tại Vũng Tàu, cũng như cái lượng khách tại địa phương. Đi kèm với không gian thoáng đãng, Vạn Chài lựa chọn mang đến cho thực khách của mình những món ăn hải sản tươi sống. Tới nhà hàng Vạn Chài mới hiểu vì sao dân sành ẩm thực thường giới thiệu cho nhau, muốn ăn hải sản, đặc sản ngon thì đến Vạn Chài. Bể lớn được đặt giữa không gian nhà hàng, gồm các loại hải sản tươi sống, phong phú chủng loại như tôm hùm, cá mặt quỷ, móng tay chúa, cho bạn cảm giác như đang ở bãi biển. Hải sản ở đây luôn tươi, sống, được đánh bắt từ các vùng biển nổi tiếng có hải sản ngon. Nếu như du khách đến Vũng Tàu luôn lo sợ vì bị chặt chém, thì giá cả hải sản ở đây luôn được bình ổn và đảm bảo chất lượng. Thực khách có thể tự tay lựa chọn các loại hải sản mình yêu thích và lựa chọn cách chế biến tùy ý. Món ăn luôn được xem là linh hồn của nhà hàng, mỗi một món ăn chứa đựng tâm huyết của người đầu bếp cũng như nhà quản lý. Bởi vậy, nhà hàng Vạn Chài đã quy tụ đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, có tay nghề cao thuộc từ các nhà hàng nổi tiếng như Gành Hào hay Hội Quản lý Ẩm thực F&B ở Vũng Tàu để có thể phục vụ tới 3.000 khách một lúc. Vạn Chài ghi điểm một cách hoàn hảo bằng thực đơn đa dạng, làm say mê những người sành ăn khi hội tụ nhiều loại hải sản tươi ngon, bổ dưỡng và nhiều món ăn hấp dẫn, bắt mắt như cá mú Hồng Kông, cua gạch sốt trứng muối, lẩu tôm càng Vạn Chài hay đậu hũ Vạn Chài. Came in, walked in, saw the live tanks of fish and
thought it would be a great place to eat. We had prawns and we had lobster, and it was amazing. Everything from the food for the kids, we had fried rice and noodles for the boys. They loved it. And we had shrimp and lobster for us, and it was, everything was amazing. The service with our children, and the service just for us as well, was perfect. Vietnamese food, yuck, gone. À, chị thấy nhà hàng ở đây thì cái cách bài trí nó mới, nó lạ đẹp, với lại nó mát. Thức ăn thì nó vừa miệng, với lại trình bày nó rất là đẹp mát. Nhân viên ở đây phục vụ thì nhiệt tình, vui vẻ. Có thể nói nhà hàng Vàng Chai là nhà hàng độc nhất vô nhị tại Vũng Tàu. Nó không chỉ độc về thiết kế mà còn lạ về phong cách phục vụ. Để rồi khi trở về với phố thị ồn ào, du khách khó có thể nào quên được hương vị mặn mòi của biển qua từng món ăn mà nhà hàng Vàng Chai mang lại, cũng như sự nhiệt tình của những phục vụ chuyên nghiệp nơi đây.